Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là ZG và hôm nay chúng ta có một trò gọi là trò prank, trò chơi khăm rất là khắm. Ok, thì hôm nay các bạn biết là ở Việt Nam cái bài Lạc Trôi rất là nổi tiếng và cái lời bài đấy thì nó thực sự rất là buồn cười. Nên là hôm nay mình sẽ thử dùng cái tin nhắn mà dùng cái lời bài đấy gửi tin nhắn đến gấu của mình để xem là sẽ bị phản ứng như thế nào nhé. Mình có cái ý tưởng này từ một YouTuber tên là cái gì nhỉ? Colin cái gì đó, mình sẽ để cái hình của anh ấy ở bên này. Ok, à, để các bạn biết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử xem là nếu mình nhắn như vậy thì xem có bị phản ứng như nào nhá. Là sao? Làm sao khói vội ai đưa bước ai xa rồi. Hỏi chấm. Đơn côi mình ta vẫn vương, ngồi ướt trong mê say chiều mưa buồn. Anh say à? Ngăn dần lệ ngừng khiến khoe mình sầu đi. Ok, anh sai thật rồi. Xưa nó có nhắn từ giá biển ly. Ai? Cách xa dừng giờ. Đừng dừng, anh sợ rồi. Duyên mong mày sẽ nói trong mơ mày cứng phù. Bà chấm. Không còn đau làm sao mày. Anh lấy cóp đồ dạ vậy. Có phải phát hiện ra rồi, sắp phát hiện ra rồi các bạn. Giận, chết, chết rồi. Giận rồi. Nó một câu nữa, nó một câu nữa nên mà giận thôi, mình phải thú nhận. Thôi. Anh nhắn hết đi. Mình thử luôn câu ta. Ta là trôi giữa đời. Thôi không cắn nữa rồi. Em không nghe, mình cũng không biết. Ok, vậy là mình bị say, mình lên cơn điên rồi mình mới nhắn như thế. Những cái thông video ở đây, tôi mong các bạn thích nó. Ghét. Tại vì các bạn, mà nếu các bạn muốn mình chơi ai bằng cái tin nhắn này, có thể là GM, có thể người bạn đấy của mình, thì các bạn có thể comment phía bên dưới để mình nhắn tin cho người đấy. Và các bạn comment thêm là cái bài gì rồi các bạn muốn mình thử tiếp. Đừng quên nhấn nút like và subscribe nếu bạn chưa subscribe nhé. Tạm biệt các bạn, gặp lại, bye bye.